Tôi là Stepan. Tôi là Cần Cậu. Tôi là Xe Lu. Tôi là Xe Trộn Bê Tông. Chúng tôi là được xây dựng. Không điều gì làm khó được chúng tôi. Hãy xem ở đâu cần đồ xây dựng. Cứu hộ nhà máy. Đội xây dựng đến rồi. Xin hãy cứu Whiskers và Momo. Đừng lo lắng, tôi sẽ cứu họ ngay lập tức. Whiskers bị cây to đè lên rồi. Hãy cứu cậu ấy trước. Đầu tiên chúng ta hãy bỏ đống đá trên cây. Cẩn thận, đừng để Whiskers bị đá vỡ văng vào khi bạn xúc đống đá đi. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Tôi sẽ giao nhiệm vụ nâng cây cho Cần Cậu. Tôi là Cần Cậu. Hãy cột dây thừng để cố định cây to trước khi nhấc nó lên. Tôi xây dựng à, cảm ơn các bạn đã cứu tôi. Không có gì đâu Whiskers, chúng tôi cần phải cứu Momo ngay bây giờ. Momo bị mắc kẹt trong tầng hầm, hãy cứu cô bạn ngay. Lối vào tầng hầm đã bị một phiến đá chặn lại, hãy bỏ phiến đá ra trước đã. Phiến đá lớn quá, tôi cần thay mối khoan để phá vỡ phiến đá. Bây giờ, hãy đập vỡ phiến đá. Sau đó, thay gầu để xúc bỏ đá vỡ. Lối vào đã mở rộng rồi, tôi sẽ nhường phần việc còn lại cho Cần Cậu. Tôi là Cần Cậu và tôi có thể nâng Momo ra khỏi tầng hầm. Kéo thiết bị và đặt lên móc nâng và thả xuống tầng hầm cho Momo. Hãy giúp Momo đeo thiết bị vào. Mũ bảo hộ. Găng tay. Dây đai an toàn. Đừng lo lắng Momo à, tôi sẽ đưa bạn ra ngay. Ok, đội xây dựng, tôi tin tưởng ở các bạn. Đội xây dựng tuyệt vời, đây là huy hiệu cứu hộ dành cho bạn để bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi. Đố vui cùng bé gấu trúc, cùng xem hiểu biết của bạn rộng đến đâu nhé. Xe xây dựng nào có thể xúc đá? Cần Cậu. Máy xúc. Xe Lu. Bạn đúng rồi. Câu hỏi tiếp theo, xe xây dựng nào nâng được cây lớn? Cần Cậu. Máy xúc. Xe Ben. Bạn đúng rồi. Câu hỏi tiếp theo, xe xây dựng nào có thể chở vật liệu? Xe trộn bê tông. Xe Ben. Máy xúc. Bạn đúng rồi. Bạn trả lời đúng tất cả, tuyệt quá. Hãy xem ở đâu cần đồ xây dựng.
xây cầu. Ở đây cần một cây cầu để xe cộ ở hai bên sông có thể qua lại nhanh chóng. Đội xây dựng đến rồi. Đây là danh sách công việc để xây dựng cầu. Mình giao phó việc xây cầu cho các bạn đây. He, đội xây dựng của chúng tôi là một nhóm chuyên gia xây dựng tí hon. Bạn có thể tin ở chúng tôi. Tôi là máy xúc, bạn có thể giao là nhiệm vụ đào khi xây cầu cho chúng tôi. Hãy nhớ cột chặt dây thép vào tay cầm. Trụ cầu đã được lắp xong. Tôi là cần cầu và tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ nâng mặt cầu. Trước tiên, hãy ghép khuôn mặt cầu và các thanh thép lại với nhau. Kéo mốt nâng và nâng mặt cầu lên để lắp ráp. Tôi là xe trộn bê tông và tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ trộn bê tông. Hãy đổ bê tông lên mặt cầu. Tôi là xe lu, hãy đấm đường bê tông cho bằng phẳng. Dùng máy kẻ đường, vẽ các đường màu trắng ngay ngắn trên mặt cầu. Sau khi bê tông đã khô và đông cứng lại, đổ sơn màu trắng vào máy kẻ đường. Đội xây dựng ơi, cây cầu các bạn xây đẹp quá. Phần thưởng dành cho bạn là một huy hiệu xây dựng. Đố vui cùng bé gấu trúc, cùng xem hiểu biết của bạn rộng đến đâu nhé. Xe xây dựng nào trộn được bê tông? Cần cầu, máy kẻ đường, xe trộn bê tông. Đúng rồi. Câu hỏi tiếp theo, xe xây dựng nào có thể kè đường?
xe trộn bê tông, máy kẻ đường, xe lu. Bạn đúng rồi. Câu hỏi tiếp theo, xe xây dựng nào có thể đâm con đường móc mồ trở nên bằng phẳng? Xe lu, máy xúc, xe ben. Bạn đúng rồi. Bạn trả lời đúng tất cả, tuyệt quá. Hãy xem ở đâu cấn đồ xây dựng. Cải tạo công viên giải trí. Công viên giải trí này đã bị bỏ hoang từ lâu, mình muốn cải tạo lại. Đội xây dựng đến rồi, mình giao phó việc cải tạo công viên giải trí cho các bạn đấy. Không sao, bạn có thể tiến ở chúng tôi. Tôi là cần cẩu, hãy lắp ráp bể cá trước. Hãy cố định thanh đỡ trước. Công việc lắp ráp bể cá đã hoàn thành. Tôi là cần cẩu, hãy lắp đặt các cabin mới cho đu quay. Lắp các cabin vào đu quay. Tuyệt vời, công việc lắp đu quay đã hoàn thành. Tôi là cần cẩu và tôi cũng sẽ phụ trách sửa chữa tàu lượn bị hỏng. Hãy lắp đường dây trước đã. Công việc lắp đường dây tàu lượn đã hoàn thành. Tôi là máy ủi, hãy để tôi dọn dẹp mặt đất trước khi bơm hơi cho lâu đài. Trong việc trải cỏ xuống đất. Tiếp theo, hãy bơm hơi cho lâu đài. Vuốt lên để cắm bơm vào lâu đài. Nhấn nút để bơm hơi cho lâu đài. Lâu đài phao đã sẵn sàng rồi. Tuyệt vời, công việc xây dựng công viên giải trí đã hoàn thành. Mình khá hài lòng với công viên giải trí sau cải tạo. Phần thưởng dành cho bạn là một huy hiệu.
Đố vui cùng bé gấu trúc cùng xem hiểu biết của bạn rộng đến đâu nhé. Xe xây dựng nào có thể đẩy đất xuống phố? Máy kẻ đường. Cần cẩu. Máy ủi. Bạn đúng rồi. Câu hỏi tiếp theo, xe xây dựng nào có lưỡi ủi ở phía trước? Máy ủi. Cần cẩu. Xe lu. Không đúng, bạn đúng rồi. Câu hỏi tiếp theo, xe xây dựng nào có thể trải cỏ? Máy trải cỏ. Xe lu. Máy ủi. Bạn đúng rồi. Bạn trả lời đúng tất cả, tuyệt quá. Hãy xem ở đâu cần đồ xây dựng. Xây là biệt thự. Mình đang sống trong một ngôi nhà xuống cấp. Mình muốn xây dựng biệt thự có hồ bơi. Đồ xây dựng đến rồi. Đây là danh sách công việc để xây dựng biệt thự. Mình giao phó việc xây dựng biệt thự cho các bạn đấy. Bạn có thể tính ở chúng tôi. Tôi là máy xúc để tôi phá bỏ ngôi nhà cũ trước. Tôi cần thay một mũi khoan cứng. Hãy bắt đầu phá bỏ ngôi nhà. Tiếp theo chúng ta sẽ xúc sỏi. Tôi cần thay gầu. Bỏ đá đi, lấy chỗ để xây dựng ngôi nhà mới. Đây là xe ben trong đội chúng tôi. Xe tải chở đá vỡ và chất thải đi. Tôi là xe trộn bê tông. Nhiệm vụ của tôi là tạo ra bê tông. Mái nhà cần được đổ bê tông. Bây giờ hãy bắt đầu làm bê tông nhé. Đổ vật liệu vào phễu trước. Sỏi. Cát. Xi măng. Nước. Bê tông được trộn kỹ rồi. Nối các ống vào là chúng ta sẵn sàng đổ bê tông lên mái nhà. Tôi là cần cẩu và tôi có thể nâng hàng hóa rất nặng. Chọn viên gạch và ốp lên biệt thự. Tiếp theo, hãy lắp cửa ra vào và cửa sổ của biệt thự. Tôi là máy xúc và tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng bể bơi. Hãy đào một cái hố thật to trước. Chọn viên gạch và ốp lên bể bơi. Xoáy tay vặn để đổ đầy nước vào bể bơi.
Tiếp theo chúng ta hãy bắt đầu trang trí bể bơi. Nhiệm vụ xây dựng bể bơi đã hoàn thành. Đẹp quá, phần thưởng dành cho bạn là một huy hiệu xây dựng. Cố lên. Đố vui cùng bé gấu trúc, cùng xem hiểu biết của bạn rộng đến đâu nhé. Xe xây dựng nào ở đây có gầu lớn? Xe ben. Cần cẩu. Máy xúc. Không đúng, bạn đúng rồi. Câu hỏi tiếp theo, xe xây dựng nào nâng được các loại xe? Máy ủi. Máy xúc. Cần cẩu. Bạn đúng rồi. Câu hỏi tiếp theo, xe xây dựng nào sau đây có móc nâng dài? Cần cẩu. Máy ủi. Máy xúc. Bạn đúng rồi. Bạn trả lời đúng tất cả, tuyệt quá. Hãy xem ở đâu cấn đồ xây dựng.